Dạ xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Dạ luôn sát cánh, luôn ủng hộ, luôn bên cạnh kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Dạ xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Và hôm nay lên cho cô chú anh chị mình một bãi máy mới. Dạ ở Vĩnh Long, bãi máy của anh Út Sơn. Mời cô chú anh chị mình xem clip. Mời bà con khoái em nào thì liên hệ trực tiếp cho anh Út nha cô chú anh chị nha. Mời cô chú anh chị coi clip. Này là gì đây? Komatsu 4, Mitsubishi H6F, Yanma 4CH 4 xúc bắp, Yanma 6BH 110 ngựa không sườn gió. Còn con này là 6BG1 Volvo nữa nha cô chú anh chị. Để xíu anh về anh mở cái đèn lên em quay chi tiết ngày hôm nay cho cô chú anh chị. Với bé nào thì đến xem trực tiếp giúp em. Cảm ơn bà con. Thì em sẽ cập nhật từng bên cho bà con mình luôn. Hiện tại có những cái máy này và con thích hợp bé máy nào thì đến trực tiếp chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long và để xem máy và test máy trực tiếp nha cô chú anh chị nha. Đây là Isuzu CE40. Con này 40 mã lực. 2700 tua. Con này thì nó chạy cho ghe tầm khoảng 16 17 tấn được nè. Chạy trên dịch của em nó đang là 6 tấc, 8 tới 7 tấc nha cô chú anh chị nha, bốn máy. Healthy. Thì bọng em nó còn nha cô chú anh chị. Chân cản nó có luôn. Hộp số thì đang chạy là Nico 16, làm 3 tua, đầu nước nọt có nha cô chú anh chị nha. Này, máy vừa mới cập nhật về cho cô chú anh chị. Tình trạng bé máy này thì hiện tại em nó đang có bơm nước zin, đi mô sạc, đầu nước ngọt, bơm trộn còn. Tất cả mọi thứ trên con máy còn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nước sơn thì có kiểm tra rồi. Dạ này thì có sơn phủ bóng lại cho cô chú anh chị mình một lần nữa, xe 40 nè. Tổng dáng em nó luôn. Nhà con này hiện tại bây giờ đang có giá bán là 37 triệu. Bà con ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp anh chủ. Nhà tiếp theo đây là Yamaha 3 máy bé kim. Yamaha 74 nha cô chú anh chị nha, 3 máy bé kim. Dòng này chạy rất là ác chiến nha, rất là đẹp luôn. Nước sơn nguyên bản. Dạ chưa rửa ráy luôn nè cô chú anh chị. Này, con này thì bao cho cô chú anh chị mình cốt ếch hơi chuẩn, bao nắp lóc khung nước bể. Ba máy. Con này thì đời turbo. Xương hàng gió giải nhiệt. Và đây là cái dàn heo của em nó, có điều tóc heo dầu này nha cô chú anh chị. Chị em nó nè. Heo ti bé kim. 74 ngựa. Bà con nào hôm trước hỏi em về cái dòng dân Yamaha 74 thì hôm nay có hàng về cho bà con mình rồi nè. Này, hàng nghĩa địa nha. Có bơm nước zin, đi mô, đầu nước. Đây là cái đầu nước của em đó. Đây, em mở cho bà con một kênh. Tội rồi nó cứ ngắt. Nè, có đầu nước ngọt. Turbo, hiện tại thì con này chưa có hộp số nha. Có điện rồi, ổng chưa về. 12V nha cô chú anh chị. Con này sử dụng nguồn 12, sạc 12 thôi. Rất là tiện ích luôn. Bao cốt, bao hơi, nắp lóc cho cô chú anh chị. 74 ngựa 3050 tua cho bà con nha. Yamaha 3, bé kim, turbo. Đó, bà con mình cần đấu hộp số bao nhiêu thì sẽ đấu cho cô chú anh chị mình luôn. Hiện tại con này nếu mà cái đầu máy không thì em nó tầm khoảng 37 triệu nha cô chú anh chị nha. Đến trực tiếp chợ Đồng Phú và để xem máy. Đó, tiếp theo là Yanma 4BH. Con này tình trạng đã qua sử dụng, đang kiểm tra. Đó thì em sẽ quay cho bà con. Đây là Yanma 4LM 3000 tua. Con này nó tầm khoảng 60 ngựa, nó không có sườn gió nha cô chú anh chị nha. Bốn máy là 1915. Tua rất là cao luôn. Con này dành cho cô chú anh chị mình chạy tải cũng được, cao tốc cũng được, tại tua nó nhanh lắm. Bốn máy bé kim nè. Dạ vàng này là healthy luôn nha bà con nha. Này, con này thì hiện tại bây giờ anh chủ anh đang kêu là giá 59 triệu. Coi máy trực tiếp, kiểm tra trực tiếp vô tư, ở trong sạch bóng như này cô chú anh chị. Xuất sắc lắm nha. 59 triệu cho bà con. Hàng nghĩa địa thì nó có đầy đủ đồ hết cô chú anh chị. Đời turbo nè. ESI nè. Hộp số đang chạy là Nico 16 nè. Chân cản nó có nha. Đầu nước ngọt. Bơm rin, đi mô sạc có đủ hết. Lốc liếc thì dễ thương, có vài vị trí nó bong tróc nha. Dạ con này thì cô chú anh chị có muốn sơn phết thì sơn phết cho bà con. Phần sơn thì lúc nào cũng miễn phí hết. Con này thì giao công ty rồi. Mong lời hát. Chuẩn bị về thêm con nữa nè cô chú anh chị. Này là Yanma 6BH. Yanma 6BH cao tốc 130 ngựa 31 tua.
Con này hiện tại bây giờ nếu luôn cả hộp số thì giá nó là 72 triệu cho cô chú anh chị mình. Làm 95 ly, 130 ngựa, 3.000 trăm tua. Con này thì 6BH0 Turbo 110 ngựa. Tình trạng đã qua sử dụng nha cô chú anh chị nha. Con này thì em chưa có giá, 110 ngựa, 2.700 tua. Yamaha 2 nè cô chú anh chị, 36 ngựa, 3.050 tua, nó nhỏ xíu à. Gan tay à cô chú anh chị. Nhưng mà nó mạnh hơn cái D24, nó đầm hơn cái D24, tốc độ nó khủng hơn cái D24 nha. Turbo sườn gió luôn nha cô chú anh chị, rất là sướng. Và con này em có clip test riêng cho bà con mình rồi, ai có nhu cầu thì liên hệ giúp em, rất là đã luôn, được VIP nha bà con. Này, này là Yamaha 1B, khoái bé nào lấy bé đó nha cô chú anh chị. Con này thì tình trạng đã qua sử dụng nè, 6BH đã qua sử dụng, cao tốc 3.100 tua, 130 ngựa, turbo sườn gió luôn. Này, vừa mới cập nhật cái lô này cho bà con mình, cũng bao cốc ếch, bao hơi, bao nắp lóc cho cô chú anh chị mình, 6 máy bếp kim. Con này kiểu rẻ lắm bà con ơi, nếu mà luôn cả cái hộp số thì con này nó 52 triệu, cao tốc nha cô chú anh chị, 130 ngựa, 31 tua. Còn nhiều máy lắm, cái này chắc phải chờ anh chủ về để lấy giá cho bà con mình rồi. Con này thì 65 triệu nè, S6F turbo sườn gió 180 ngựa, 4CH 4 xúc bắp có hàng luôn. Đây nữa nè, này là 6CH 2 cò, giá 77 triệu nè cô chú anh chị, 155 ngựa, 2.700 tua, 6 máy bếp kim làm tất lẻ 5 nghĩa địa nha, nước sơn nguyên bản luôn. Đó, bà con mình vừa ý bé nào thì đến trực tiếp và xem trực tiếp tại chợ Đồng Phú, coi nổ máy trực tiếp nha bà con. Này là 6, em coi 6BD và 6BG, máy lực nhớt đây. Ồ, con này chắc 6BD1 quá. Coi coi, số đây rồi. Isuzu 6BG1 nha cô chú anh chị. 6BG1 làm tất lẻ 5. Turbo sườn gió luôn. Tiếp nữa là đây, giới thiệu cô chú anh chị mình, đây là cái Yanma 3S15B. 3S15B luôn nha cô chú anh chị nha. Hàng ghế địa về xuất sắc luôn. Bao cốc ếch hay chuẩn, bao nắp lóc không nước bể cho bà con mình. Hiện tại thì em này chưa có hộp số, dạ về chắc phải đấu cái hộp số nhỏ tua vô cho cô chú anh chị mình rồi. Nè, ba máy nè cô chú anh chị. Dòng này thì nó chạy tầm khoảng 5 tua máy nha cô chú anh chị nha. Cánh trình dịch em nó tầm 9 tấc 8. Cam còn trong là dở cho bà con mình coi. 3S15B luôn. Đã chưa cô chú anh chị? Dàn nín luôn, rất là đẹp nha. Yanma 3S15, 3 máy bếp kim. Tua con này cũng cao nữa cô chú anh chị, gần 2.900 tua. 65 ngựa, 3S15B thì nó 65 ngựa nha. Đây, 2.907 tua, 48.2kW là 65 phẩy mấy ngựa cô chú anh chị. Này, đầu cốt nè, bao cốt ếch, vài vị trí nó bong tróc như cô chú anh chị nha. Con này thì hiện tại bây giờ anh chủ anh đang kêu là 57 triệu, chỉ có 57 triệu thôi nha cô chú anh chị. Không biết sao mà đợt này 3S15B anh bán có 57 triệu à, chị heo nè. Và đây là cần ga, cần tắt thì nằm ở phía bên trên này nè cô chú anh chị. Đây, đây là cần tắt nha, 57 triệu là luôn cả số cho cô chú anh chị mình. Ba máy heo ti với kim, ba bue quay xuống nha cô chú anh chị nha. Nè, 3S15B hiện tại thì có đầu nước ngọt, bơm rin, đi mua sạc hết rồi. Hộp số thì nằm trong nhà trong, phải đem ra ngoài đây để đấu vô. Đó, hộp số thì vô trong nhà chở ra nha cô chú anh chị. Quá trời trọng rồi cho nên là dời bớt về đây một mớ. 3S15B, đại B luôn nha. Này là bơm rin nè. Đó, đi mua sạc gắn đây cho cô chú anh chị mình. Con này sử dụng đề 24, sạc 24, dây điện dây đài thì nó tứ tung bên tàn luôn. Hơi cốt, nắp lóc luôn nha cô chú anh chị, bao hết cho bà con. Giá có 57 triệu thôi, 57 luôn cả số nha, đời bê nha cô chú anh chị. Rồi, cảm ơn bà con. Cũng ít xu nữa nè. Rồi, bà con mình vừa ý bé nào thì đến trực tiếp chợ Đồng Phú Vĩnh Long để xem và test máy giúp em. Hẹp lại cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo. Hẹp lại bà con. Và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nhé. Cảm ơn cô chú anh chị. Bye bye.